Ê, tình hình bán sao anh? Mấy ngày nay sao? Bán cũng hàng năm nay chậm hơn năm rồi. Rồi giá sao giá, anh? Giá cũng bèo hơn năm rồi. Bèo hơn năm rồi mà lại bán chậm hơn. Bán chậm qua 2 năm 6 ngày rồi mà có nhiều đi bán chưa hết. Dạ, như vậy là 150 cặp đó anh. Đây các bạn. Vậy là 150 cặp nữa nha các bạn. 150 cặp, còn cái này 300 một cặp. Đây là 300 một cặp, cây lớn hơn, to hơn. Cái này là tím bướm với tím pháp. Dạ. Như anh cũng chia sẻ là năm nay các bạn giá mấy anh hạ xuống là thấp hơn nữa rồi, và cũng thấy là mới bán mấy ngày nay lượng mua cũng không có được nhiều, cũng hy vọng là ngày mai các bạn, ngày mai và ngày mốt, thường là ở Bến Tre là cao điểm là hai ngày đó, để các anh bán được hàng sớm về ăn Tết nha các bạn. Nghe ai cũng nói là rẻ hơn mọi năm luôn á. Năm nay cũng năm nay ngang bằng hay là rẻ hơn anh? Rẻ hơn, mấy anh nói là rẻ hơn một nửa luôn nha các bạn. Nên các bạn hãy nhanh tay đến để chúng ta lựa những chậu hoa đẹp nha các bạn. Chỉ có 60.000 đồng một cặp thôi nè. Hoa rất là đẹp luôn. Nói chung là nông dân năm nay là thiệt thòi nhiều nhất các bạn. Nhà làm vườn, rồi tới thương lái. Đây là hoa giấy. Tại Bến Tre thì những khu vực ở thượng nguồn của sông Mekong, ngoại trừ ba huyện ven biển, ba huyện ven biển là Bình Đại, Ba Tri, Thành Phú thì không có làm hoa kiển, hoặc là giữa giữa như là Mỏ Kè Nam, Dòng Trơm, không có làm nghề hoa kiển mà chủ yếu là trồng dừa. Còn ở phía thượng nguồn đó là huyện Châu Thành, huyện Chợ Lách, thành phố Bến Tre, rất là thích hợp để trồng cây ăn trái và hoa kiển, hoa giấy. Nói chung là tại đây thì rẻ hơn tại thành phố Hồ Chí Minh các bạn cũng biết rồi, tại vì chi phí vận chuyển chuyên chở rồi nó cũng gần hơn, nó tiết kiệm hơn. Và điều đặc biệt ở đây là hoa rất là tươi, rất là đẹp luôn. Và hoa cây, những cây bông giấy lớn nữa ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn thấy là ít hơn. Tại vì cây càng lớn chi phí vận chuyển càng cao các bạn, nên là tại đây thì cũng rẻ hơn. Đây các bạn, bông giấy cây lớn rất là lớn luôn nè. Ai bán vậy đó? Rồi thì mấy ngày nay bán sao anh, tình hình tàn tàn ha, cũng lúc về cũng chậm hơn đó. Theo anh là thường mấy ngày nào nó sẽ hút hàng nhất? Chừng 27, 28. Dạ, vậy là bữa nay anh thấy là có thể là chưa rộ phải không? Chưa, có thể là ngày mới bắt đầu. Giờ mới bắt đầu ha. Cũng hy vọng là những ngày đó khách sẽ đến mua đông hơn. Em chúc các anh buôn may bán đắt ha. Em cảm ơn. Ở Bến Tre thì vậy các bạn, người ta mua thì như các anh chia sẻ kinh nghiệm hàng năm á, thì sẽ rộ vào ngày 27, 28. Năm 50.000 một chậu hoa mai. Đây, vạn thọ này 100.000 một cặp nè các bạn. Mai đây là 1 triệu, 1 triệu mốt chứ. Rồi ngoài hoa thì chúng ta có những cây kiển, đây là tre. Thấy Bến Tre mình thấy là hoa kiển rất là phong phú. Dừa chưng Tết 140.000 đến 170.000 một trái. Này, rất là đẹp luôn các bạn. 140, 170 đẹp quá ha. Ôi này trì tì trái nha các bạn. Như mình chia sẻ các bạn lúc nãy thì tại vị trí của thành phố Bến Tre thì có làm bên hoa kiển, trồng hoa rồi trồng kiển. Đây là 80.000 một cặp đây. Rồi ở Chợ Lách, ở Châu Thành, ba vị trí này khá là gần ở trung tâm của thành phố Bến Tre. Chính vì vậy thì hoa được vận chuyển một khoảng đường ngắn thôi. Chính vì vậy được đảm bảo tươi và không có hề bị gãy cành, và chi phí cũng ít hơn, giá bán cũng sẽ nới hơn. Đây hoa giấy các bạn. Đây là 100.000 đồng một cặp. Đây là chậu hoa lớn hơn.
ok hết. Bây giờ chạy xe các bạn, đi đường xe đi. À, giờ đi bộ rất là xa các bạn. Bây giờ mình nãy giờ mình cũng đã đến tiếp cận ngay những chỗ bán. Cảm thấy là giá mới thấy 40.000 cặp thôi này. Từ 40.000 đến 100.000 các bạn. 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Một cặp. À, một con đường phải nói là đầy hoa rất là dài và đầy hoa kỳ. Phía đối diện các bạn, đây bên kia đường đây. Tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh mình thấy là mọi người cũng để bảng giá luôn các bạn. Dù mỗi một cây bông giấy như vậy là giá là bao nhiêu luôn. Ở đây mình thấy có chỗ có để, chỗ không có. À, đây nè bạn, vàng thọ 40.000 một cặp. Đây vàng thọ 20.000 một chậu. Còn thêm là một cặp cúc cực cũng vậy thôi. Rồi đây có hoa gì cúc, đẹp quá. Đủ màu sắc luôn. Anh chạy tới chút đi. Mọi người tập trung là bán tại địa phương. Hoa kiển này là chủ yếu là tại địa phương, tại huyện Châu Thành và tại thành phố Bến Tre. Và kế bên đó là huyện Chợ Lách. Chính vì vậy tại Bến Tre hoa, lượng hoa kiển đổ về rất là nhiều. Đó cũng là chuyện đương nhiên và cũng rất là bình thường nha các bạn. Mọi người sẽ đa phần là sẽ tập trung bán hoa kiển từ đây vô đến công viên Bến Tre. Và điều khác là năm nay là từ cầu Mỹ Quá lại đến tận bến Phàm luôn, cũ ngay bên sông Hàm Luông luôn. Khu vực này thì mình thấy có thêm là hoa dừa cạn nè, hoa cúc, nhiều loại hoa khác. Thoát lộc 50.000, nhỏ thì 5.000, ớt 2 chậu 25.000, 1 chậu 15.000. Ui, giang thỏ vô cái chậu đẹp quá nè các bạn. Về dép và lưu niệm. Đây các bạn, phía bên đối diện cũng có nữa nè. Thường phía bên đối diện thì mặt bằng hạn chế hơn. Rồi cái cây bồ bị gì mới xây xây hoài ta. Cái này cây gì anh? Dạ cây cúc. À, thấy cưng quá ha. Đó, vậy là nhiêu chậu anh? Dạ này 15.000 chậu nè. 15.000 nha các bạn. Chúng ta có thể là chỉ cần tốn 15.000 ta được một chậu cúc như đây. Rất là đẹp luôn. Mà nó Chợ Lách hả anh? Cái này các bạn mua về để chúng ta trồng vô cái bồn hoa các bạn. Này nhiêu chậu vậy hả cường? 108. Em cặp á hả? Ồ cặp nha. Đây bạn, cặp là 108 nè. Đó, đẹp chưa? À, có hoa nở, có hoa búp luôn. Rất là dừa luôn ạ. À. 80.000 cặp nè. Nói chung là mình thấy cũng đều đều bạn, chỗ nào cũng vậy thôi. Giá nó trên nhau chừng 10.000, 20.000, đó là lệ thuộc vào từng giống hoa, từng cái chậu hoa. Giá này mình thấy cũng ngang ngang nhau, nói chung là gian hàng nào mình thấy là bán cũng cỡ cỡ vậy các bạn. Và có trên nhau, các bạn so sánh, nãy giờ mình đi mình cũng so sánh thì thấy ví dụ như là 60.000, 80.000, thì có chỗ thì 70.000. Có khi 70.000 thấy cũng đẹp đẹp, cũng cỡ như 80.000. Hoặc là cỡ 60.000 cũng có luôn. Ủa có lúa nữa các bạn. Ủa lúa này để chưng hay gì ta? Hôm nay không thấy những cây mai khủng ta. Thường có những cây mai vàng rất là lớn luôn các bạn.
cây quả giấy này nè, to siêu to luôn, cao bạn. Cái này cây là cao lớn chứ không phải là gốc to. Gốc to là mấy cây này nè, à, mấy cây trong cái chậu này nè. Ồ, gần cái lo đi xa xa ra cũng được. Ồ, cái này là cúc tím các bạn. À, không khi giá nên là mọi người cũng ngại, không dám hỏi. À, đằng xa các bạn thấy đó chính là nhà hàng nổi Hàm Luông, à, được xây dựng trên một chiếc phà rất là lớn. Nhà hàng này mình thấy là có 3 tầng nổi. À, không biết là xuống tầng dưới có hay không, cái tầng nổi là có 3 tầng nè. Rồi đây có thềm lan nè, lan Hiền Tâm, Mỹ Thành An, thành phố Bến Tre. 150.000 đến 250.000 một chậu. Lan Di Ngữ. Lan đủ màu luôn ạ. Lăng tím. Lăng vàng. Đây, hoa cúc mâm xôi 100.000 một cặp. 100.000 một cặp đây. Thì là chỉ có 50.000 một chậu như thế này thôi. À, nãy giờ mình tưởng là vô trong đây bán mắc hơn các bạn, nhưng mà không có, cũng vậy thôi. Gần nội ô hay xa nội ô gì cũng vậy thôi. Ủa, lan này là bán hay sao em? Em có thể giới thiệu cho khán giả biết từng loại lan và cái giá nó luôn, để mọi người có thể là đến để ghé gian hàng mình. Hồ điệp nhiêu em? 220 là một chậu như vậy. Em cầm lên cho mọi người thấy ha. Đây bạn, này kêu là lan hồ điệp ha. Tất cả luôn hay là có cái lan khác nữa? Rồi còn loại nào khác nữa không em? Ủa, kêu lan gì em? Dạ, ngọc điểm. Ngọc điểm hả? Ủa, nó nhánh với lá nó nhiều vậy hả? Dạ, con này rất là to, à. Ủa, cái đó một chậu nó là như dạ, thế nào? Chậu, nhiều cây. Như vậy là anh thấy có chậu lớn, chậu nhỏ. Vậy là cái lớn nhỏ là giá nó khác hay sao? Đâu em giới thiệu một cái chậu qua nào giá nó làm sao đâu? Cái như cái chậu này. Dạ, chậu này là 2 triệu. À. Cây ghép vô. À. À. Nhiều cây ghép nhau, nhau. À. Nó nếu là nó với hoa hồ điệp thì cái nào đắt hơn? À, dạ, dạ cái này còn ở bên trường á, nếu là chậu nhỏ thì là khoảng mấy chục, khoảng trăm mấy à. À, dạ. Nghĩa là nó rẻ hơn hoa hồ điệp. Dạ, tại em ghép cho những chậu giá nó hơi cao hơn. À, còn như bên đây sao em? À, dạ bên đây thì dạ, à, 200. À. À. Vậy là hoa hồ điệp là giá là 220.000. Dạ. Thì loại A thì giá nó sẽ cao hơn chứ. À, rồi là cái nào em? Dạ là cái
À, cái cánh hoa đó. À, thì là cũng là một cây ha, cái giá nó đắt hay là nó rẻ hơn là do cái nụ đó ha, kêu cái dồi. À, cảm ơn em ha. À, dạ. Đây là mình gì? Apu hả? À, đây các bạn không vàng hoa lan apu nha các bạn. Thì giá thành các em chia sẻ là đây là hoa hồ điệp, 220.000 một chậu như thế này, một cây như thế này, đủ màu sắc luôn. Mình thấy là có vàng tím, tím đậm, rồi tím nhạt như bên kia. Nên là chắc chắn là ban đầu mình nghĩ là khu này là năm nay trưng dụng làm việc khác. Không ngờ là tại đây cũng đã full hết trơn rồi, đã đầy hết trơn các bạn. Vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn thấy một số hình ảnh tại chợ hoa Tết của tỉnh Bến Tre. Và theo mình thấy là năm nay hoa Tết ở Bến Tre nhiều, rất là nhiều các bạn, nhiều hơn gấp đôi so với năm rồi luôn. Với đoạn đường từ trung tâm ngay chỗ công viên tượng đài Hoàng Lam, ngay bên cạnh công viên Bến Tre, trải dài đến cầu Mỹ Quá, rồi từ cầu Mỹ Quá đến khu vực bến phà Hàm Luông cũ, ra tận dàm Bến Tre, sông Hàm Luông luôn. Rồi ngay tiếp tục đi một vòng qua một khoảng nữa lên trên đường Nguyễn Văn Tư, khoảng cách là khoảng trên 3 km mà hai bên đường luôn các bạn. Phải nói là số lượng hoa nhiều kinh khủng luôn. Mà hoa thì ở Bến Tre tại xứ sở luôn bạn, nên hoa rất là đẹp luôn. Nhưng mà tình hình bán thì các anh hay các chị cũng chia sẻ như các bạn thấy, đó là cái sức mua rất là chậm. Mặc dù giá giảm xuống từ 30 đến 50% so với năm rồi luôn. Nên là các tiểu thương cũng rất là lo lắng các bạn. Hy vọng một hai ngày tới nữa thì mọi người sẽ mua nhiều hơn, giúp cho các tiểu thương hoặc các hộ nông dân được nghỉ Tết sớm để về quê mãn Tết nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh của chợ hoa tại Bến Tre hoặc là một số nơi khác vào những video kế tiếp. Các bạn đón theo dõi nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.